Vâng, và chào mừng tất cả quý các bạn, chúng ta đang có mặt trên map thi đấu thứ hai ngày hôm nay. Đảo Thiên Đường quen thuộc tiếp tục đến với ngày thi đấu cuối cùng của tuần thứ 5 này. Và chúng ta có một đường bay, có vẻ như nó bắt đầu từ khu vực lò rèn và sẽ cắt lên khu vực ngã ba, hoặc là bắt đầu từ khu vực xưởng gỗ. Ở không, góc này giống góc lò rèn hơn, lò rèn cắt sang khu vực công xưởng. Và chúng ta đang có cho mình một đường bay chia đôi bản đồ. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng các thành viên bên phía đội hình của Gao Esports sẽ hướng về khu vực núi Villa Sutton Cove. Và bây giờ thì Peter cũng đang đi đến rất gần rồi. Long Thần Avon check vị trí của AQ đi lên trên đỉnh núi Villa, và họ đang tới với đó là các thành viên đến từ đội hình của Gao Esports. Một con mồi dễ nhai bởi vì đối phương chưa có quá nhiều đồ, lướt tắt trung nhà vào. Ôi gì đây, gì đây, sân chỉ có một người thế này, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng Demon đâu đó đã có điểm hạ gục đến từ anh Chà Ma. Nhưng còn đó là A-Bay cũng với cả Razor, hai người chơi này phần nào đó một người không có bom kèo. A-Bay 2 phải nằm xuống và chúng ta sẽ có một cú quét sạch AQ trong game thi đấu lần này. 3 điểm được bỏ vào túi. Vâng, rất căng thẳng, phút thi đấu thứ 12 vẫn còn đó là 11 đội tuyển và 34 người chơi còn sống. Đây là thời điểm vô cùng quan trọng bởi vì đã là những cái vòng bo cuối rồi. Vòng bo sẽ đi về đâu, tôi nghĩ rằng vẫn sẽ đội phần nào đó có một cái lợi thế dành cho đội hình của P-Sport. Và đúng là như vậy rồi. Còn thi đến từ đội hình của Gao Esports vừa có một tình huống pick người, hạ gục đi được những cái tên đến từ đội hình của Star này. Trong khi đó thì các thành viên phía đội hình của Gao Esports đang có một cái vị thế quá đẹp. Và bây giờ chúng ta được phép câu cá một cách miễn phí. Kia là Koskill và các thành viên phía của Team Vọng Tường đang quá mạo hiểm với tình huống di chuyển như vậy. Koskill đang quá đặt ra những quả bóng kèo, những bóng kèo bao nhiêu cho đủ. Và đó là món quà dành cho TQ thứ 5 dành cho Gao Esports. Chúng ta đang có một vị thế rất tốt để hướng tới cái Booyah. P-Sport sẽ là một trong những rào cản, nhưng Tudak vẫn bám P-Sport trong tình huống này. Đội hình của Tudak bất ngờ bay thẳng ra ngoài phía bên ngoài vòng bò. Có thể đây sẽ là một món quà dành cho đội hình của Gao Esports hay chăng? Đúng là như vậy, và Gao Esports có thêm vài kill nữa để lúc mà Gao Esports cần phải trả người ra kiểm soát vòng bò một cách triệt để. Họ đang có cái thế rất đẹp, trong khi đó thì các thành viên bên phía đội hình của Tudak không phải Buriram đang chạy con xe tải này. Mochi một tay bắn tỉa, không cần phải quá nhiều sự lo ngại dành cho vị trí của Gao Esports. Chúng ta nên bỏ qua nhanh Mochi đi, để đi. Tấn công vào vị trí Global đi. Vẫn đang quá nhiều thiệt vị trí của chàng Mochi. Demon tấp máu, kích hoạt vị trí năng ngộ không, lùi về rất nhanh chóng, đẩy ra vào bắn, đây là thế tốt. Bây giờ là cuộc chiến 4 vs 4 dành cho Gao Esports. Nhưng có vẻ như chúng ta sẽ có lợi về lượng tài nguyên. Vẫn đang đẩy ra bóng kèo, vẫn còn rất nhiều với các thành viên của Gao Esports. Chúng ta đang tràn vào rất nhanh, cần phải có người khóa chặt được anh chàng lưu lại. Sạp tường nổ ở đâu, cần phải được ký vào. Nhưng Iza đã nằm mất rồi, bên kia có lợi về người. Chúng ta đã mắc ra phía sau, bắt đầu quả minh đĩa quá chí mạng. Đây là tấm máu đi đáng quáng để có thể quẩy. Nhưng AG Global vẫn có bản lĩnh và họ sẽ tiếp tục có được cú Booyah này. Vâng, thưa tất cả quý vị và bạn, hãy cùng tới với đảo Thế Kỷ và hãy cùng xem các đại diện của chúng ta sẽ có một đường bay ra sao. Dạo gần đây thì tôi không thấy, trong ít nhất là vài ván gần đây thì tôi không thấy đường bay nữa. Không biết là bên phía đội hình Indo đấy, check va ngay, kiểm tra ngay, kiểm tra đột xuất ngay. Và thấy đó là một cái đường bay đến từ khu vực giữa cầu đôi thị trấn xưa và kết thúc tại phòng thí nghiệm. Đó chắc chắn sẽ là một cái đường bay mà giúp cho nhiều đội tuyển đến được với khu vực mình lựa chọn. Attack All Round sẽ chiếm lấy điền trang, nơi mà các thành viên bên phía WAG hay thường có mặt tại đây. P-Sport có một khu loot rộng tại công trình. Nó là loot rộng thôi chứ thực ra khu đấy thì đồ đạc nó không được tươi lắm. AQ đang bị tấn công và người nhảy vào tấn công họ sớm chính là bên phía Gao Esports. A-Bay đã mất một nửa cây máu rồi. Và liệu Man, một trong những MVP của giải đấu, có bị tiêu diệt gọn sớm ở trong ván này hay không? Demon đang săn tìm anh ta. Demon cũng đã bị tấn công và dính ngay một con Hopper. Anh ta đang cố gắng để xoay sở một nửa cây máu đi rồi. Demon phải lùi về. Dàn người đến từ Gao đang hơi xa nhau và họ cần phải tiếp cận gần hơn để có hỏa lực tập trung. Và đấy là thành công. Khi Man đã ngay lập tức nằm xuống, Gao có được phép lắt đầu tiên của mình. Và AQ chỉ có đúng một đại diện ở đây ăn một cú đấm thẳng vào mặt, và đó là điểm cộng dành cho Gao Esports. Có thể thấy là Gao Esports cũng đang cải thiện rất nhiều về lối chơi của mình. Những tình huống xử lý họ đã hợp lý hơn so với cả tuần thi đấu thứ tư. Và lúc này thì Gao Esports vẫn đang có cơ hội rất lớn như tôi nói rồi. Chỉ cần Gao Esports họ quay trở lại khoảng 70% phong độ họ ở trong giai đoạn lượt đi thôi thì chắc chắn họ sẽ có được mình một suất. Thực ra tôi khá bất ngờ khi mà Gao Esports tự nhiên thời điểm hiện tại họ lại đang ở trong cái cuộc đua. Trong khi rõ ràng là so với cả vị trí Huawei Sport trong giai đoạn lượt đi thì thật ra Gao Esports không bị chênh quá nhiều. Lại còn thay người nữa đúng không? Lại còn thay người nữa cơ. Nhưng lúc này thì Gao Esports lại bất ngờ xuất hiện ở trong khu vực này. Demon đã vừa bị bắn gục rồi.
Nhưng mà Don't Try đã bị tấn công tới vị trí visa. Khá bất ngờ khi mà Gao Esports họ di chuyển ở đây. Nhưng điều này cũng hợp lý thôi, bởi vì khu vực này thì thường là Gao Esports mà hay lượn qua. Còn thành viên mới được hồi sinh tới vị Esports Don't Cry mà mình người ta không thể chống lại được. Và đó là mạng cục thứ hai cho Gao Esports trong bàn thi đấu này. Đằng sau lưng của Esports này đó là vị trí của Gao Esports. Liệu rằng Gao có đẩy lên hay không? Don't Cry cũng đang ở rất gần. Tình huống rất phức tạp khi mà các đội Việt Nam của chúng ta đang ở rất gần những thành viên tới từ đó là những thành viên tới từ P-Sport cùng với cả Gao Esports. Đang là vị trí di chuyển tới từ Huawei Sport cùng với cả Gao Esports. Gao Esports đang chuẩn bị đẩy vào những vua bất như mình hai người, đó là Trung Kiên và Dead. Yanbi là người đã phải nằm xuống rồi, và lúc này chỉ còn lại đó là một thành viên tới từ Huawei Sport mà thôi. Rất khó khăn, Gao Esports đang có lợi thế. Game này chúng ta đang bắn là rất nhiều và chúng ta đã có cho mình đó là 5 mạng hạ gục rồi. Khi mà Gao Esports đẩy bên trong vùng này, họ có thể lấy được mạng của Star này. Khi mà Star này lúc này đang không có cho mình đó là quá nhiều những cái hỏa lực để có thể chống lại pha tấn công tới vị trí của Gao. Dion đang di chuyển qua, Dion đang đẩy vào, Dion đang phát hiện ra đó là vị trí của Star. Và liệu rằng là Dion có thể tấn công đấy không? Không, quyết định là sẽ lút đồ đã. Tính ra bây giờ Gao Esports họ đang có cho mình một cái lối chơi mà có thể coi là có cho mình sự ổn định, tức là không quá mạo hiểm trong tình huống tấn công. Tại vì Gao Esports họ biết là mục tiêu tấn công của họ, mục tiêu chơi của họ nó sẽ chỉ rơi vào đâu đó khoảng 10 cho đến 12 điểm là sẽ ok rồi. Thế nên là cái việc mà khi mà Gao Esports họ nhìn thấy pha giao tranh đó nhưng họ tạm thời không đẩy vào, quyết định là sẽ lút đồ của Huawei Sport trước để cải thiện thêm lượng đồ của mình. P-Sport cùng với Gao đang giao tranh một cuộc chiến mà không ai mong muốn cả, nhưng nó sẽ phải xảy ra khi tôi đang tiếp tục tấn công và giữ chân lại được Hoàng Anh rồi. Con phơm kill rất nhanh. Thêm ở một góc khác, chúng ta thấy là các chàng trai đến từ Star 9 cũng đang tiếp tục nhồi đạn vào chỗ của Gao Esports. Có vẻ như Gao đang đứng ở một vị trí đẹp nên nhiều cái tên đều đang chĩa mũi súng vào. Có vẻ thì Gao Esports cũng đang kiểm soát và di chuyển tới đây là Attack All Around. Ba đại diện ở Việt Nam đều đang chơi rất tốt ở trong ván thi đấu này. Ta là một tình huống chơi rất ổn. Gao Esports đã có đến mình đó là 7 mạng gục rồi. Và bây giờ thì họ sẽ cần phòng ngự trước một pha đẩy vào tới từ vị trí của Attack All Around. Attack All Around họ cũng đang khá chần chừ. Tới ra vị trí của Attack All Around đang chưa có áp lực phải di chuyển ở bên trong bo. Trong khi căn nhà tới từ Gao Esports đang là rất tốt. Trong một diễn biến khác như vậy là Attack All Around đã bắt đầu tiếp cận vào thành viên tới từ Gao Esports rồi. Nếu đánh bại được Attack All Around ở đây thì Gao Esports sẽ có một cơ hội rất lớn. Đang là một tình huống ném liệu này. Tôi đã thấy liệu trên tay của Dion. Ném được hay không? Ném được rồi, hạ còn vị trí Limit X7 rồi. Chúng ta đã có một tình huống nốc được tay xạ thủ đối phương. Huawei Sport dừng chân ở vị trí top 9. Bây giờ thì Gao đang được bắn, Gao được xả sát thương là tốt. Tôi thấy rằng Bull God cũng mất cho mình rất nhiều máu. Gao ơi, hãy có thể chiến thắng rồi không? Jump God đã bị gục tới vị trí của Demon. Chúng ta có thể clear ở vị trí của Attack All Around. Và nếu clear được, chúng ta có khoảng 11-12 mạng. Đó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời. Limit X7 bị hạ gục tới vị trí của Todak Raja. Và Gao Sport phòng thủ tốt và trước mặt họ vẫn đang là một tình huống chạy bo tương đối thoáng và họ hoàn toàn có thể chạy bo được. Thêm một người nữa của AC sẽ phải nằm xuống, đó là Funky. Quét sạch tới từ vị trí của Gao. Sự trở lại của Tôn sau đâu đó khoảng vài ngày mất tích đã giúp cho Gao Esports cải thiện thêm được rất nhiều điều. Và bây giờ Gao Esports cứ bắn như thế này thì một vị trí trong top 12 sẽ chắc tay dành cho những chú sói thần mà thôi. Tôn đã đi đâu nhỉ? Tôn đã đi đâu mà để cho Gao tự nhiên lại vấp cỏ ngay những cái tuần thi đấu quan trọng như thế này? Star 9 ở một góc khác đang tiếp tục hạ gục đi rất nhiều người của Tôn, đắc và quét sạch luôn. Và đó là một vài những viên đạn đến từ Gao mang về lợi thế, tiếp tục là 12 kill dành cho Gao rồi. Nhưng Dion bay vào, Dion không thấy bay ra. Và ba người chơi còn lại đến từ Gao quyết định là sẽ bình tĩnh, từ từ cứu Tôn đã rồi mọi thứ sẽ được giải quyết. Nhưng đây là một trong những cái vòng bò cuối cùng rồi. Tiếp tục là Gao đang thăng hoa, tiếp tục là Demon đang có cho mình cú triple kill. Iza không thể cứu nổi, nhưng đó đã là 13 mạng cuối cùng 6 dành cho bên phía của Gao. Và đó là Star, và đó là Star liệu có làm được hay không khi mà chúng ta quét sạch đối phương. 14 mạng dành cho Gao Esports. Highlight là đây, và chúng tôi cần những pha xử lý như thế này. Còn bây giờ với Gao Esports, câu chuyện họ là sống càng lâu càng tốt. Sống càng lâu, giờ này thêm một điểm thôi cũng là một sự thăng tiến rất lớn. Và Gao Esports chính thức họ quay trở lại
Và với cái ván thi đấu này, ít nhất là top 4 là chúng ta đã có 7 điểm rồi đúng không? Cộng thêm với 14 là chúng ta có 21 điểm. Và chúng ta sẽ có khoảng 550 điểm sau ván thi đấu này. Như vậy là cũng đã khá chắc suất rồi. Có mình đó là tình huống chạy về phía hòn đá. Ồ, hòn đá nó không nằm trong bo, đen quá Gao Esports ơi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ chờ, AG bị quét sạch nữa, chúng ta sẽ có thêm một điểm, đó là 8 điểm. Thì nó sẽ làm câu chuyện Buriram Milton Esports của Team Falcon sẽ quay sang phía bên này, gạt thành viên tới AG đi. AG đã bị phát hiện ra sai pha phải nằm. Caramel còn lại Caramel thôi. Caramel có thể làm gì, không thể làm gì. Quét sạch vị trí của AG tới từ Blue. Và Blue chính là người chấm dứt cái chuỗi điên rồ này. Tới từ vị trí của AG Global, không có đội nào có được mình 5 người Buya trong ngày hôm nay ấy chẳng. Ghi mà vẫn còn Blue ở đây. Quá dã man tới từ vị trí của thành viên và của Team Falcon, nhưng vẫn còn tôi vẫn đứng lên được. Lẽ ra là bật cái Steffi đó sớm hơn, bật Steffi đó sớm hơn thì nó sẽ là ổn hơn. Tôi vẫn đang cố gắng di chuyển vào người chơi hay nhất của Gao Esports, và đó là tình huống bắn xuyên kia hầu, và đó là Gao Esports. Nhưng mà chúng ta vẫn giành được, đó là 8 điểm cộng thêm với 14 là 22 điểm cho Gao Esports. Và chúng ta có thể tự tin nói rằng là Gao Esports đã có một cơ hội rất lớn ở trong cuộc đua ở trong top 12. Chúng ta gần như sẽ chắc chắn top 12 sau ván thi đấu này với lượng điểm như thế này. Bây giờ thì đang là một tình huống mà Team Falcons và Blue giải quyết nhau. Điều đó không quan trọng nữa, đây là một ván thi đấu mà một trong những các đại diện của chúng ta đã chơi rất hay. Và Esports họ đã tự cứu được bản thân mình. Lúc này thì Buriram Milton Esports với sức mạnh tuyệt đối họ hạ cùng vị trí của Team Falcons. Và cũng khá thú vị khi họ là người chấm dứt giấc mơ 5 Buya liên tiếp tới từ AG Global. Nào các bạn khán giả ơi, sức nóng của Kalahari lại đón chúng ta thêm một lần nữa. Và hãy cùng xem với hoang mạc này thì vị trí ở P-Sport có thể giành về cho mình những cái lợi thế sớm hay không. Những ngày hôm nay họ đã cũng đã bắt đầu cải thiện cái lối chơi của mình rồi. Và khoảng cách từ chúng ta đến top 12 chỉ còn là 25 điểm nữa thôi. Một khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp bằng một cú Buya, một game thi đấu chơi tốt. Và đây sẽ là cơ hội được mở ra dành cho P-Sport tại đấu trường. Và bên cạnh đó họ còn cử đi một người nhảy sang trại đào tạo để scout à. Vừa rồi thì Gao Esports vừa bị bắn nhẹ tới vị trí của Blue. Và không biết rằng Gao Esports có bị mất đi cho mình đó là ai hay không. Dường như là hình như Gao Esports bị mất đi cho mình đó là một người thì phải. Lúc này chỉ còn lại Dion Tôn và vị trí của Demon. Không thấy người còn lại đâu, đó lý ra là người đã phải nằm xuống rồi. Esports cũng không có xu hướng đẩy vào. Và lúc này các đội Việt Nam chúng ta vẫn đang cố gắng giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Điều có đã bình mạng được vị trí của The Axel. Gao Esports không có cách nào để có thể hồi sinh lại người đồng đội của mình cả. Và thật ra thì nhiệm vụ của Gao Esports bây giờ chỉ là đứng ở trong bo càng lâu tốt, lấy đâu đó nó khoảng 10 điểm là ok. Gao đi ra khỏi hàng, vua dừng chân ở top 8 thật. Và Gao bây giờ bắt đầu tấn công. Gao đã có một mạng, Gao đã có hai mạng đầu tiên. Nhưng P-Sport với 5 kill, họ có thể mất luôn quay khi vòng bo khép vào. Nhưng đã cứu được lại nữa rồi. Bảo ba đội Thái Lan đang giao tranh với nhau. Liệu rằng ba đội Thái Lan này có biết được rằng bo cuối sẽ nằm ở điểm nào? Full God đã bị hạ gục bởi vòng bo rồi. Lúc này thì Gao Esports tính ra là Gao Esports đang đứng ở bo đấy nhá. Tính ra Gao Esports đang đứng ở trong trung tâm vòng bo. Còn Attack All Round thì họ đang phải giao tranh với Team Falcon. Joyna đẩy xuống Limitation và đang di chuyển vào cái lều này. Vẫn còn có đó là vị trí của Gao Esports. Chúng ta vẫn đang nhấp ngả. Như vậy là bạn có skill không phải nằm trong tay của chúng ta. Là đang đặt ra cho mình đó là quả kèo để có thể phòng ngự được. Và sống càng thay tôi được. Không cần phải ăn mạng làm gì nữa cả. Cứ đứng ở phía bên trong thôi cũng được. Và chúng ta đang được xả sát thương ra. Còn có mình mạng cũng cầm đó là bạn cũng dành cho vị trí của Dion. Chúng ta vẫn đang được chơi. Gao Esports kiểm soát tình huống là rất tốt. Bắn mạ được và sẽ là Buya dành cho Gao Esports ở trong ván thi đấu này. Ngừng và cái lầu đó nó là cái bo cuối cùng. Và khi mà tất cả các đội họ đều tranh giành nhau cái khu vực trước cửa căn nhà thì Gao Esports với sự điềm tĩnh kinh người tới vị trí của Dion, của Tôn và Demon. Và chúng ta có mình cái Buya, và cái Buya này tôi khẳng định luôn là đưa Gao Esports đến với Indonesia. Một ngày thi đấu mà Gao Esports họ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng phải nói rằng họ đang cải thiện được những điểm yếu của mình ở trong tuần thi đấu tư. Và tuần thi đấu thứ năm này nó kết thúc không thể ngọt ngào hơn cho Gao Esports khi họ có cho mình một cái Buya cực kỳ quan trọng. Một Buya tuy rằng nó không mang lại cho họ quá nhiều điểm số về mặt điểm số khi mà họ chỉ có mình 3-4 mạ gục thôi, nhưng nó sẽ vẫn là một bước tiến rất lớn trong cuộc đua để tuần thi đấu thứ 6 mọi thứ sẽ trở nên dễ thở hơn. Và vừa rồi thì Gao Esports tự mở toang cánh cửa của mình để lấy chiếc vé đến với chung kết tại Indonesia. Như tôi đã nói rồi, chỉ có thể Gao Esports tự cứu bản thân mình thôi, không ai có thể cứu được họ. Và
họ đã làm được ở trong tuần thi đấu này.